Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Chúc bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những nội dung chính đáng chú ý có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Rosé đẹp lộng lẫy trong MV On The Ground, tuy nhiên xem hậu trường mới biết MV nhiều cảnh nguy hiểm quay trong 2 ngày liên tục. Fan phẫn nộ vì V bị cắt cảnh trong tiết mục của BTS tại Grammy là Big Hit đối xử bất công hay lỗi do ban tổ chức. Kang Seung-yoon thả xích teaser đầu tiên đánh dấu sự trở lại sau 8 năm. Trở lại với album mới, B.I, cựu trưởng nhóm của Icon, sẽ dành tất cả lợi nhuận và phí bản quyền để làm từ thiện. Album mới của Pentagon khuấy đảo làng nhạc toàn cầu. Và sau đây là nội dung chi tiết. Rosé đẹp lộng lẫy trong MV On The Ground, tuy nhiên xem hậu trường mới biết MV nhiều cảnh nguy hiểm quay trong 2 ngày liên tục. Có nhiều yếu tố đáng khen ngợi ở MV On The Ground, chẳng hạn như những khung hình đẹp như mơ hay là diễn xuất đầy nhập tâm của Rosé. Nhưng chỉ đến khi YG tung video hậu trường, các fan mới biết được những thước phim đậm chất điện ảnh này được quay như thế nào. MV của Rosé được ghi hình trong 2 ngày và có nhiều phân đoạn nhỏ. Những gì được tiết lộ cho thấy giọng ca chính của Blackpink không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn làm việc chăm chỉ, không ngại nguy hiểm để mang đến những cảnh quay đầy ấn tượng. Rosé treo mình lơ lửng trên không trung. Đây là cảnh quay xuất hiện cuối MV On The Ground. Rosé bay lơ lửng trên không trung, dưới chân cô là cánh đồng hoa thơ mộng. Dù cô bị treo cao và chỉ được bảo vệ bởi sợi dây cáp mỏng manh, nhưng nữ idol không hề tỏ ra sợ hãi. Có thể cô đã có kinh nghiệm ghi hình ở độ cao chót vót trong quá khứ, chẳng hạn như ở Dudu hoặc là Whistle. Rosé chia sẻ, nó là cảnh quay mà em nhận ra mọi thứ và khắc họa đây là nơi mà em thuộc về. Chịu lạnh để ghi hình. Trước khi Rosé chính thức debut solo, từng có tin là cô quay MV vào tháng 1, thời điểm Hàn Quốc vẫn chìm trong thời tiết lạnh giá. Không may là quá trình quay phim mất nhiều thời gian, nữ idol sinh năm 97 phải chịu lạnh cóng, chỉ có thể sưởi ấm bằng túi trường. Đã thế, Rosé còn mặc outfit mỏng manh trong MV, ngay cả khi mặt trời lặn và nhiệt độ giảm sâu. Nữ idol thổ lộ, em thực sự đã nghĩ mình sẽ chết cóng, em bật máy sưởi ở cả hai bên chỗ này. Em nhét túi sưởi vào cả trong ủng, em đã sống sót. Chạy chân trần trong cảnh pháo hoa. MV On The Ground có đoạn Rosé chạy trong đêm tối, xung quanh là pháo hoa rực sáng. Cảnh quay này nhìn thì đẹp, nhưng thực ra nó chẳng hề an toàn một chút nào. Pháo hoa thật nổ rất gần Rosé, thành viên Blackpink phải chạy chân trần trên nền đất cứng, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị thương. Cảnh đu cột đèn gây thót tim. Trong video hậu trường, cảnh thót tim nhất là khi Rosé ngồi trên một thanh sắt mỏng manh giữa trời đêm, bên cạnh là chiếc đèn chùm. Có lúc nữ idol còn phải đứng hẳn lên thanh sắt, dù có dụng cụ bảo hộ đầy đủ, nhưng độ cao vài mét vẫn khiến người xem dùng mình sợ hãi. Vào thời điểm đó, Rosé đã quay phim hơn 14 giờ. Vì nghệ thuật mà cô nàng chấp nhận mạo hiểm, đáng tiếc là cảnh quay này không được đưa vào MV. Bình thản tạo dáng giữa biển lửa đỏ rực. YG nói không với phông xanh, mọi cảnh quay trong MV On The Ground đều được ekip dựng thủ công. Điều đó đồng nghĩa với việc Rosé phải mạo hiểm trong những phân đoạn cháy nổ xuất hiện với tần suất dày đặc. Những cảnh đáng nhớ nhất trong MV On The Ground là khi Rosé bước đi trong một chiếc xe nổ sau lưng. Cô nàng ngồi xích đu ngay gần đám lửa và đứng tạo dáng bên chiếc limousine bị đốt cháy rực. Dù biết là ekip đã áp dụng biện pháp bảo hộ kỹ càng, nhưng chắc chắn cô nàng cũng phải chịu sức nóng ở trường quay. Tuy vậy, Rosé vẫn làm việc chăm chỉ suốt 2 ngày ghi hình, đem đến những thước phim mãn nhãn. Fan phẫn nộ vì V bị cắt cảnh trong tiết mục của BTS tại Grammy là Big Hit đối xử bất công hay lỗi do ban tổ chức. Không lâu sau khi BTS hoàn thành sân khấu Dynamite tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63, người hâm mộ bắt đầu trend hashtag đối xử công bằng với V. Hay những hashtag Grammy xóa phần của Taehyung, cái gì vậy, ngừng việc cắt like và quay phim xấu. Tất cả được các fan tích cực sử dụng nhằm đòi công bằng cho nam idol sinh năm 95. Fan bức xúc, đồng loạt trend những hashtag này là do phân đoạn của V đã bị cắt trong tiết mục mà nhóm đem đến Grammy. Vì vậy, nam idol xuất hiện với thời lượng khiêm tốn. So sánh với sân khấu Dynamite ở lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020, họ nhận thấy đáng ra V xuất hiện sau phần hát của Jungkook. Thế nhưng dường như đoạn này đã bị cắt khi mà BTS trình diễn tại Grammy. Ngay lập tức nhiều người cho rằng V bị cắt là lỗi do Big Hit. Họ nhấn mạnh đây không phải lần đầu tiên điều tương tự xảy ra. Qua đó yêu cầu công ty đối xử công bằng với anh chàng hơn và hàng loạt bài đăng thể hiện sự giận dữ trên mạng xã hội Twitter. Dù cũng buồn vì V bị cắt thời lượng lên hình là thế, nhưng một số fan khác lại cho rằng đây không phải là lỗi của Big Hit.
Theo họ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia, đơn vị tổ chức lễ trao giải Grammy mới là người chịu trách nhiệm cho điều này vì để BTS biểu diễn trong khung thời gian ngắn ngủi. Cũng có người cảm thấy rằng đây không phải hành động cố ý, phần vi bị cắt chỉ nhằm phù hợp với thời lượng của chương trình mà thôi. Kang Seung-yoon thả xích teaser đầu tiên, đánh dấu sự trở lại sau 8 năm. Sau khi khiến các fan hâm mộ phấn khích trước thông tin tái xuất solo của Kang Seung-yoon, YG chính thức phát hành teaser đầu tiên cho anh chàng. Có vẻ như năm 2021 sẽ là năm hoạt động solo của các nghệ sĩ YG khi mà lần lượt những cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý được thả xích. Cụ thể mới đây, teaser đầu tiên về màn tái xuất solo của Kang Seung-yoon đã chính thức được phát hành. Chỉ với 22 giây, giọng ca chính của Winner mang đến nhiều cảm xúc với những giai điệu đầy tự sự. Được biết đây là lần trở lại đầu tiên của Kang Seung-yoon sau 8 năm với vai trò là một nghệ sĩ solo. Dù tên của ca khúc cũng như ngày phát hành vẫn được giấu kín, nhưng các fan hâm mộ vẫn thể hiện sự phấn khích và mong chờ đối với sự trở lại này của Kang Seung-yoon. Không những vậy, màn tái xuất lần này của anh chàng còn đánh dấu album đầu tay trong sự nghiệp của mình. Cùng theo dõi và ủng hộ sự trở lại của Kang Seung-yoon nhé! Trở lại với album mới, B.I, cựu trưởng nhóm của Icon sẽ dành tất cả lợi nhuận và phí bản quyền để làm từ thiện. Vào ngày 19 tháng 3 sắp tới, B.I sẽ phát hành album Midnight Blue, bao gồm ca khúc chủ đề Love Streaming và nhiều bài hát anh tự sáng tác sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Album đánh dấu sự trở lại của B.I, Midnight Blue chắc chắn sẽ mang đến cảm giác ấm áp cho khán giả với giai điệu piano êm đềm và giọng hát ấm áp. Album sẽ được phát hành trên tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6 giờ chiều. Theo đại diện công ty quản lý, toàn bộ lợi nhuận và phí bản quyền từ album này, B.I sẽ dùng để giúp đỡ các em nhỏ. Trước đây, người ta cũng nhiều lần nhìn thấy nam idol làm từ thiện tại các cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hàn Quốc và nước ngoài. Gần đây, B.I đã phát hành nhiều nội dung khác nhau thông qua việc đăng ký mail qua 131 Exclusive, để cập nhật cho những fan mong chờ bấy lâu nay trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, B.I cũng tiết lộ các hint về việc phát hành album mới của mình thông qua 131 Exclusive, sau đó việc phát hành liên tiếp các teaser video. Điều này đã khiến các fan thậm chí còn mong đợi hơn rất nhiều. 131 Exclusive là trang đăng ký chính thức của B.I, nơi chỉ những người đăng ký mới có thể nhận được những tin tức độc quyền, video chính thức và hình ảnh thông qua email. Trang đăng ký này được mở trong 131 giờ kể từ ngày 8 tháng 3 và hiện đã được đóng lại. Thông qua album quyên góp Midnight Blue, mọi người đang rất quan tâm đến những bước tiến tiếp theo mà B.I sẽ thực hiện được trong tương lai. Album mới của Pentagon khuấy đảo làng nhạc toàn cầu. Album mới của Pentagon dẫn đầu các bảng xếp hạng của iTunes 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Brazil, Ả Rập Xê Út, v.v. Đồng thời, Love All Tech cũng đứng số 1 ở bảng xếp hạng album K-pop của iTunes ở 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nga, Malaysia, Qatar, v.v. Với album lần này, Pentagon cũng được người hâm mộ trong nước hưởng ứng nồng nhiệt. Ca khúc chủ đề Do or Not dẫn đầu bảng xếp hạng ở Genie Music ngay sau khi phát hành, lọt bảng xếp hạng 24 hit của Melon. Tất cả các ca khúc trong album cũng đều có mặt trong bảng xếp hạng của Bug. Mini album thứ 11 Love All Tech có tổng cộng 7 ca khúc mang nhiều màu sắc, thể hiện phong cách yêu, tràn đầy sự tự tin và cool ngầu mà chỉ của riêng Pentagon. Ca khúc chủ đề Do or Not thuộc thể loại pop rock được trưởng nhóm và thành viên Hoseok tham gia sáng tác cùng nhạc sĩ Nathan là một ca khúc bắt tai với giai điệu lời ca độc đáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những tin tức nóng hổi có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!